Chào các bạn nhé. Nay mình sẽ thái thịt. Đây là thịt mình đã luộc rồi. Thái thịt thì mình lưu ý một chút là mình sẽ không thái ngược cái thớ của nó, bởi vì trong miếng thịt thì nó có đây. Đây là cái miếng thịt này. Đây là miếng thịt mình đã luộc rồi nhé. Thì những cái thớ sọc xuống này thì mình sẽ không thái nhé, và mình sẽ thái thành miếng ngang này. Như vậy thì khi ăn nó sẽ thái nó dễ hơn, nó đẹp hơn và ăn nó sẽ được ngon hơn. Thì mình sẽ thái theo hướng này nhé. Mình sẽ tránh cái thớ nó đang thẳng xuống này thì mình sẽ không thái theo cái đường này. Mình sẽ thái theo cái mặt này nhé. Thì mình sẽ thái thịt luộc thì mình sẽ thái thật mỏng. Đây một miếng mình thái nó chỉ mỏng này thôi. Khi mà thịt mỏng mà mình chấm với nước chấm thì rất là ngon. Thịt thì mình sẽ chấm, thịt luộc thì có người mình sẽ chấm với tương bần nhé. Mình chấm với nước mắm. Nước mắm thì mình sẽ cho một ít ớt nữa thì nó sẽ ngon hơn. Nếu cái thịt mà nó hơi khó này thì mình sẽ cưa đôi lên để mình dễ cắt hơn. Khi thái thì mình lưu ý là thái không ngược thớ được nhé. Như vậy mình đã thái xong rồi nhé.